Ok, xin chào tất cả anh em. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn đem đến cho anh em một cái sự lựa chọn nữa dành cho những chiếc Android TV ở trong cái phân khúc mức giá từ 15 triệu đổ lại. Và hôm nay sẽ là một đại diện đến từ Toshiba. Thì cái chiếc TV này nó có cái tên mã là C350LP và kích thước là 55 inch. Thực ra là nó có rất là nhiều kích thước ha, nhưng mà mình đại diện đây là phiên bản 55 inch. Nó sẽ có độ phân giải là 4K, đi cùng với đó là một loạt những cái công nghệ về âm thanh, về hình ảnh được bổ sung vào để giúp cho người dùng chúng ta có được cái trải nghiệm giải trí là tốt nhất trong cái khả năng mà nó mang lại. Vậy thì những cái tính năng đó là gì thì mời anh em theo dõi trong video dưới đây. Và sau khi mình tham khảo qua một vòng cái mức giá khoảng từ 15 triệu đổ lại với những cái chiếc Android TV ấy, thì mình thấy rằng những cái công nghệ mà nó trang bị ấy, thì đa số là nó sẽ khá là giống nhau đó. Và chẳng qua là anh em sẽ thích về cái thương hiệu nào. Nói một chút về Toshiba thì đây là một cái hãng điện tử lâu đời của Nhật Bản. Mình nhớ ngày xưa nhà mình đó, mình đã từng sở hữu một cái chiếc TV của Toshiba, cái thời mà nó còn là những cái chiếc TV Internet TV ấy, những cái chiếc Power TV ngày xưa. Tới bây giờ, ở thời điểm hiện tại, Toshiba họ vẫn còn làm TV. Nhưng mà cái mạng TV của Toshiba bây giờ đã được bán cho Hisense từ cách đây khoảng đâu đó là 5 năm rồi. Theo cái thông tin mà mình biết thì họ sẽ không bán hoàn toàn 100% cổ phần của cái mạng TV, mà họ sẽ chỉ bán một số thôi, khoảng 90-95% thôi, họ giữ lại một ít để giống như là họ vẫn có được những cái quyền quyết định hay là những tiêu chuẩn để dành cho những chiếc TV mang cái thương hiệu Toshiba mà Hisense đang bán. Thì cái chiếc C350LP này là một trong những cái ví dụ đó. Theo như Toshiba họ nói, cái chiếc TV này được thiết kế ở Nhật Bản và nó sản xuất ở Thái Lan. Cho nên theo cá nhân mình đoán là nó vẫn sẽ có đâu đó tiêu chuẩn mà Toshiba họ giữ lại để làm sao mà nó đạt được cái tiêu chuẩn tối thiểu để nó có thể mang được cái thương hiệu Toshiba. Đó, dài dòng về TV Toshiba như vậy. Thì đặc biệt với cái chiếc C350LP này có một cái thiết kế theo mình là khá là khác biệt. Sẽ giống như là anh em ốp một tấm nền lên một cái tường, giống như những chiếc TV siêu mỏng vậy đó. Đây là một cái kiểu thiết kế khá là lạ trong cái phân khúc mức giá này. Đa số những chiếc TV mà trước đến giờ mình từng trên tay với anh em á, nó đều sẽ có một kiểu thiết kế rất là truyền thống, đó là cái khung viền nó sẽ bao ra tới cái phần ở tấm nền luôn, chứ nó không phải là cái dạng một cái tấm nền ốp thẳng vào trong mặt lưng như thế này. Cái kiểu thiết kế này sẽ đem lại chúng ta một cảm giác giống như là nó không có viền vậy. Và thực sự nếu mà anh em ngồi ở khoảng cách từ 2.5m cho đến 3m sẽ cảm thấy là cái viền chiếc TV này nó cực kỳ mỏng, nó siêu mỏng cánh luôn. Và kế đến nữa là hai cái phần chân đế được làm bằng kim loại và nó sẽ đem lại sự chắc chắn hơn. Và cái phần viền phía dưới này nó cũng được làm màu bạc, tạo ra tổng thể cái chiếc TV nhìn nó tinh tế. Ở phía đằng sau những cái cổng kết nối nó cũng sẽ được gom lại ở phía chính giữa, được bổ sung về những cái chuẩn kết nối rất là mới, ví dụ như là HDMI 2.1 nè. Nó sẽ đem lại số những cái tính năng mới, ví dụ như là Auto Low Latency Mode hay là Variable Refresh Rate dành cho game. Đặc biệt nó sẽ đem lại cái chuẩn kết nối đó là IRC, thì nó sẽ là một cái chuẩn nâng cấp của ARC trước đây. Với IRC hay là với ARC thì chúng ta sẽ điều khiển hệ thống âm thanh và hình ảnh thông qua một cái điều khiển duy nhất, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều so với việc trước đây chúng ta phải đi nhiều dây nhợ. Thì nhìn chung á, thiết kế C350LP mang một cái nét đơn giản, nó mang một cái sự tinh tế nhất định qua màu sắc mà Toshiba họ lựa chọn. Thì đa số tất cả những cái chiếc TV bây giờ nó đều sẽ đi theo một cái hướng chung, đó là những cái thiết kế vô cùng đơn giản để nó giúp cho người dùng chúng ta không có bị sao nhãng vì những cái chi tiết đó, mà tập trung hơn vào cái nội dung hay là tập trung hơn vào những cái gì mà chiếc TV nó thể hiện chính, đó là về chất lượng hiển thị. Và nói về chất lượng hiển thị thì ngoài cái kích thước và độ phân giải 4K ra thì nó sẽ có một loạt những cái tiêu chuẩn, những cái công nghệ về hình ảnh được Toshiba tích hợp vào đây. Thực sự rất là nhiều luôn và mình không thể kể hết được, và anh em có thể theo dõi cho cái bài viết của mình ở trên tinh tế.vn. Nhưng mà về tất cả những cái công nghệ về hình ảnh thì có hai thứ mà mình cảm nhận được rõ nhất trong khoảng 2 ngày mình dùng cái TV này. Thứ nhất đó là về Dolby Vision và thứ hai đó là về cái làm mượt chuyển động. Thì Dolby Vision nó là một cái tiêu chuẩn cao hơn của HDR. Những cái công ty muốn sử dụng cái chuẩn này họ phải trả tiền cho Dolby để được tích hợp vào đây. Thực sự nó đem lại một cái sự khác biệt khi mà chúng ta xem phim. Nếu mà anh em coi những cái bộ phim hỗ trợ Dolby Vision á, thì anh em sẽ thấy được về cái độ tương phản nó cao hơn nè, thấy được về cái độ sáng nó cao hơn. Lý thuyết là cái không gian màu của nó cũng sẽ rộng hơn so với cái chuẩn HDR hay là cái chuẩn SDR bình thường. Với chiếc TV này thì chúng ta sẽ có 3 cái chế độ Dolby Vision khác nhau và hoàn toàn có thể tùy chỉnh được tất cả các thông số về hiển thị.
từ độ tương phản, từ độ sáng cho đến nhiệt độ màu, cho đến độ mượt chuyển động, tất cả mọi thứ. Và đặc biệt là nó sẽ có cái chế độ là filmmaker mode. Thì cái chế độ này nó sẽ được bật tự động, nó sẽ giúp những cái bộ phim nó được thể hiện đúng hơn với cái góc nhìn hay là với cái ý đồ của nhà sản xuất hay là của đạo diễn. Tuy nhiên do cái hạn chế về cái mức giá, nó dẫn đến cái việc là hạn chế về cái tấm nền hiển thị, cho nên là nó không thể nào đem lại cho chúng ta một trải nghiệm tuyệt vời như là chúng ta xem trên những cái chiếc TV mini LED hay là những chiếc TV QLED hay là OLED được. Bởi vì đây về bản chất thì nó vẫn là màn hình LCD với cái LED viền thông thường thôi. Đó. Nhưng mà khi mà anh em bật những cái chế độ Dolby Vision, anh em vẫn sẽ nhận ra được cái sự chênh lệch về cái độ tương phản. Phần nào đó nó giúp xem phim tốt hơn. Cái chế độ thứ hai đó là về cái làm mượt chuyển động. Thì cái này nó sẽ đặc biệt hữu dụng khi mà chúng ta xem những cái nội dung nhanh hay là chúng ta xem thể thao. Đặc biệt là thời gian này thì mùa World Cup thì anh em cũng biết rồi. Khi mà anh em coi bóng đá và bật cái chế độ chuyển động mượt lên đó, sẽ hạn chế đi cái phần nhòe khi mà có những cái tình huống bóng nhanh, hay là khi mà anh em coi đua xe chẳng hạn, anh em sẽ thực sự cảm nhận được bằng mắt thường nha về cái độ mượt này. Thì đó là hai cái thứ mà mình có thể cảm nhận được rõ ràng nhất. Còn về công nghệ âm thanh đó, thì chiếc TV này nó được hỗ trợ Dolby Atmos với cái bộ loa có công suất là 24W. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không cảm nhận được hiệu ứng Dolby Atmos nó thể hiện ra qua những cái bộ phim mà mình coi. Vì dĩ nhiên là cái bộ phim nó sẽ phải hỗ trợ được cái tiêu chuẩn đó. Đó, cho nên là có lẽ chúng ta sẽ phải cần đến những cái bộ sao ba ở bên ngoài. Tất cả những cái công nghệ về âm thanh hay là tất cả những công nghệ về hình ảnh, nó sẽ đều được hỗ trợ và được xử lý bởi cái vi xử lý Rekza, một cho âm thanh và một cho hình ảnh của Toshiba tích hợp vào cái chiếc TV này. Đa số các hãng bây giờ họ cũng làm những con chip riêng để tích hợp vào bên trong để nó nâng cao hơn cái chất lượng hình ảnh, cũng như là nâng cao hơn cái ý đồ mà cái hãng sản xuất đó họ muốn thể hiện trên cái chiếc TV này. Ngoài cái việc là nó giúp chúng ta giải trí qua xem phim, thì chiếc TV này nó cũng hỗ trợ một vài những công nghệ dành cho chơi game trên những chiếc console. Ví dụ như là mình đã nói, nó được hỗ trợ cả hoạt HDMI 2.1, cho nên là nó sẽ hỗ trợ một vài cái giống như là Auto Low Latency Mode nè, hay là Variable Refresh Rate nè. Thì hai cái công nghệ này nó sẽ bổ trợ cho chúng ta chơi game nó được tốt hơn so với là những chiếc TV nó không được hỗ trợ về cái chuẩn này. Nhưng mà khá là đáng tiếc là cái tốc độ làm tươi của chiếc TV này sẽ chỉ dừng lại cái mức là 60Hz mà thôi, cho nên anh em lưu ý về cái vấn đề này. Chiếc TV này nó sẽ sở hữu nền tảng là Google TV. Thì đây là giống như là một cái phiên bản Android TV được làm mới hơn từ chính Google. Nó sẽ có một cái giao diện nó rõ ràng hơn, nó trực quan hơn, và phần đó là nó thông minh hơn, nó tiện lợi hơn. Ví dụ như là chúng ta hoàn toàn có thể biến cái chiếc TV này trở thành cái khung tranh chỉ với một vài cái thao tác thôi, như là anh em đang thấy ở đây. Thì cái chế độ này nó gọi là Ambient Mode. Thì đa số những chiếc TV Android hiện tại nó đều hỗ trợ. Nhưng mà nếu không phải là Google TV ấy, thì nó sẽ phải đi vào cài đặt khá là sâu để anh em có thể bật cái Ambient Mode lên. Và do nó là cái nền tảng mở, cho nên là anh em có thể cài đặt rất là nhiều thứ, anh em có thể tùy biến và làm được rất là nhiều chuyện. Ví dụ như chúng ta có thể cài Plex nè, chúng ta cài Kodi nè, và chúng ta cài thêm một số cái add-on bên ngoài khác để phục vụ cho cái nhu cầu giải trí của từng người chúng ta. Và dĩ nhiên là không thể nào thiếu được những cái kho ứng dụng với những dịch vụ stream nổi tiếng hiện tại như Netflix, Apple TV, VTV Go hay là Prime Video. Tất cả những cái thứ đó đều sẽ có hết. Ngoài ra thì cái chiếc TV này nó sẽ còn hỗ trợ AirPlay nữa, cho nên chúng ta có thể kết nối và stream nội dung trực tiếp từ iPhone, iPad hoặc là MacBook. Về những cái kết nối không dây thì chúng ta sẽ có Wi-Fi 2 băng tần cũng như là Bluetooth 5.0, thì nó sẽ tương thích tốt hơn với những cái thiết bị mới sau này. Ok, và đó là những cái chia sẻ của mình về Toshiba C350LP, những cái tính năng nổi bật, những cái mà Toshiba họ muốn thể hiện với cái chiếc TV này ở trong phân khúc này. Thực ra ở trong cái tầm giá này chúng ta có rất rất nhiều sự lựa chọn từ rất là nhiều những cái hãng khác nhau. Nhưng mà nếu mà anh em yêu mến thương hiệu Toshiba thì anh em có thể lựa chọn và có thể tham khảo qua cái chiếc TV này. Ok, và đó là những cái gì muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Và nếu như anh em thấy này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.